Thông ơi qua đây nè con. Đi qua đây. Đi. Ủa cái tay đâu rồi? Sao cái tay áo dài quá vậy? Thôi ba cho con làm thôi. Ba cho con làm thôi chứ ba đâu có làm. Con mặc con ba sẽ con mặc áo của vua con đi ba. Cho con tập làm vua mà. Con thử làm vua coi. Con nói bằng tiếng Anh với ông đi con. Đi con. Đi con. Long Long đứng 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 vòng cho ông chụp hình kìa. Đi Long. Mang nhà luôn được không? Chịu không? Long ơi, lại cái ấn vua nè Long ơi. Mình ở đây mình đợi mấy chị em ra sau. Lên 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 ấn nè, lên ấn nè. Cái này là cái vạc bằng đồng. Rồi. Hả? Có hướng nhà huấn luyện của mình ở đâu? Đi đâu mất tiêu rồi. Dẫn đoàn đi đâu mất tiêu rồi.
Được rồi em. Hả? Phải hả? Hả? Cái đó là đoàn khác. À, cái đoàn nước ngoài. Đoàn người nước ngoài. Có xe đoàn nước ngoài qua Đà Nẵng chơi. Đi chơi. Còn mình thì ở Việt Nam mà. Ừ. Đi lên ngoài.